Xin chào mọi người. Thì tiếp tục em sẽ đăng lô thứ hai. Lô này gồm có 4 cây nghinh xuân. Thì 4 cây này em sẽ bán với giá là 350.000 một cây nha. Có cô chú anh chị chọn cái cây nào thì liên hệ với em nha. Đầu tiên là cây số 1. Đây là cây số 1 nha các cô chú anh chị. Đó, và đây là bìa ngon của nó. Mạt lá nó của nó là tầm khoảng 6.5 cm. Còn bề rộng từ tán lá bên này qua tán lá bên này là tầm khoảng là gần 50. Nó tầm khoảng 40-45 gì đó. Hay. Tầm khoảng 45 nha mọi người. Bề ngon của lá tầm khoảng 45. Đây là cây số 1. Còn đây là cây lá ngắn. Cây này là cây số 2. Kích thước bản lá nó cũng bằng nhau luôn nha. Cái bìa ngon của nó hơi ngắn hơn một xíu tại vì nó cong. Rồi đây là cây số 2. Cây số 3, cây này lớn hơn. Đó. Cây này thì lớn hơn cây số 1 và cây số 2 nha mọi người. Cây 350 một cây, có cô chú anh chị chọn cây nào thì báo em cái số nha. Hoặc là nhắn tin cho em là chốt lô số 2, đây lô 2 nha mọi người. Lô số 2, cây số 1 hay cây số mấy đó thì mọi người ghi kèm cho em nha. Và cho em cái địa chỉ qua tin nhắn luôn nha. Và đây là cây số 4. Hơn rất là đẹp, không có bị lỗi làm vậy nên có cô chú anh chị về cứ việc tra thôi nha. Rất là đẹp. Cái này có viền nó hơi bị đen đen một xíu nè. Rồi thì đây là 4 cây nha mọi người. 4 cây này là em bán với giá là 350.000 một cây. Có cô chú anh chị nào mua cây nào thì báo em nha. Rồi em cảm ơn các cô chú anh chị nha.